Mình xin mến chào các bạn nha. Mình ghi hình chiếc Ford 4006 một cầu kéo thuốc lá thuốc ngọn nha các bạn. Giờ anh em mình đang giúp ngọn. Đồng này thuộc về Bình Lợi, bên Bình Lợi Hạp Đức, Tây Ninh mình nha các bạn. Anh em mình bắt đầu là đang giúp ngọn. Anh em mình theo sau giá. Đang chắc lên này, sắp sửa đầy rồi nha các bạn. Thuốc vú ngọn này anh em mình chắc mình dặm cho dễ xuống, nó bung lên dữ lắm. Xe bắt đầu qua bờ. Cái thuốc này thì đất cũng khô mà qua mấy cái bờ này nó giặt nha các bạn. Qua mấy bờ với rò ngang thuốc nó giặt dữ lắm, rò thuốc cũng cao. Cánh đồng này với đồng bên Xuân Lễ là người ta chuyên canh gì cây thuốc lá các bạn. Thuốc lá là nó lợi nhuận, nó gọi là siêu lợi nhuận, nó cao hơn mấy cái loại nông nghiệp khác. Người ta cái mùa này là người ta đa số canh tác cây thuốc lá vàng ở vùng ruộng. Vùng đất này là người ta ít có trồng mì lắm. Này là anh em mình vác nhiều chỗ nha các bạn. Còn đám túc ngọn này là hai xe kéo. Ford 4006 này là với lại chiếc khoẹt 185. Ông cô chuẩn bị ra xe này nha các bạn. Lên máy giác này nữa đi nha các bạn. Còn xe qua nữa. Thuốc vút ngọn này là mấy xe kéo người ta lên ta chắc ta dậm ta đạp xuống nha các bạn. Tại cái lá mình bẻ trước nó giác theo đằng sau là nó còn bung cái lá lên, nó còn tươi cái lá nó bung lên dữ lắm. Lên máy giác này là xe chạy đi nha các bạn. Xe bắt đầu ra lá. Ra rồi ngang hơi giặt chút nha các bạn. Đầu qua bờ các bạn. Nghiêng. Thuốc này chỉ đi rò ngang với qua bờ rồi nó giặt nó dễ bị lật lắm nha các bạn.
phải bò từ từ không. Rồi bắt đầu ra đường trong đám thuốc là nó im nha các bạn. Rồi chiếc phẹt này tiếp tục vô đám nha các bạn. Anh em mình chắc tiếp xe này nữa. Chắc chiếc phẹt 185 này nữa là anh em mình về. Bắt đầu là trưa anh em mình về. Chuẩn bị bắt đầu xe phẹt này vô kho ra, rồi chiếc phẹt này vô anh em mình chắc cái nữa anh em mình về. Nặng như trâu. Tiếp tục lên chiếc phạt này nha các bạn. Phạt này dỡ ra luôn nha các bạn. Xong rồi, mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ.